các bạn ơi, bây giờ đã giữa tháng 9 rồi nè các bạn, trời đã xuống độ rồi, nó mùa đông nó đã lâm le tới gần rồi nè các bạn. Mình đang ở mé ngoài cái nhà kiến của mình nè các bạn, đó toàn là hơi nước không, trời nay lạnh quá đi. Nhưng mà ở trong nhà kiến của mình thì rau nó vẫn còn xanh nè các bạn ha. Hôm nay mình sẽ khoe với bạn, các bạn thấy ở qua của mình vẫn còn treo lủng lẳng luôn các bạn. Đó là sướng luôn các bạn ha. 246 nhìn từ ngoài xa vô hả các bạn. Đó đó là dây ổ qua. Nhưng mà mình đã khoe với các bạn ổ qua nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình không khoe ổ qua nữa. Mình sẽ khoe cái cây sứ anh đào của mình nè các bạn. Mình đã dưỡng cái cây sứ này 5 năm rồi nè các bạn, mà nó không có ra được bông. Năm nay mình có cái nhà kiến, mình bỏ nó vô từ mùa hè, đầu mùa hè tới bây giờ nó đã ra được chùm bông nhỏ nhỏ, đó đỏ len lói nè các bạn thấy không. Đây là cái chùm bông sứ mình dưỡng dữ lắm, cưng lắm mà không ra, bỏ ở nhà kính cái mùa hè tháng mấy, 2 tháng nay nó được ra nè các bạn. Mình có hai cây, một cây 7 năm tuổi rồi, là cây ở trong mà không có bông nổi. Là cây này là 5 năm tuổi nè các bạn, chắc nhờ nó lớn rồi nó mạnh hơn nên nó ra bông sớm. Nhờ nó được đứng kế cái dây ổ qua, chắc nó cũng phải cạnh tranh nhau hay sao nó mới ra được bông nè các bạn. Rất là đẹp đó các bạn, Canada mà trồng được cây sứ có bông thì thật là quý. Mình rất là thích mà nó không ra bông nổi, năm nay nó mới ra được bông nè các bạn. Rồi sướng, thiệt là sướng. Mình khoe với các bạn đó, các bạn thấy cái củ của nó không nè, rất là bự luôn đó. Mình được hai cây, gia tài của mình được hai cây mà nó, trời nó lạnh rồi mình không biết, chắc phải đem vô nhà tiếp quá. Đem vô nhà thì nó không phát, mình để ở ngoài đây nó mới phát, giống của Việt Nam hả các bạn ha. Nó ra lá thiệt và to luôn nè các bạn, nhờ để trong cái greenhouse của mình, cái nhà kiến của mình là mùa hè này mà nó mới chịu phát nè. Không mấy nó còi cọc, mình tưởng là nó chết rồi, nó còi như thế này nè các bạn, nó không có ra lá nổi, nó chỉ ra lá nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà khi mình đem ra được cái greenhouse này thì nó mới chịu phát nè các bạn nè, bông đẹp ha. Mình sợ mùa đông tới nó sẽ bị rụng đi mất, cho nên mình lợt đợt mình khoe với các bạn nè các bạn. Đây là mình có hai cái cây sứ bonsai gốc Việt Nam chánh hiệu nè các bạn. Đó. Có bạn nào trồng sứ ở Canada giống mình không ta? Có ra được bông giống mình không vậy ta? Cây sứ này mình bỏ trong cái nhà kính trong mấy tháng hè nè các bạn, mà nó lên sung như vậy nè. Có ra bông rồi không? Lá lên sum xê tốt. Các bạn thấy cái mấy cái cây mình quay lúc đầu á, không có lá từ trong nhà mình đem ra đó, còi cọc không có lá không có gì hết, mà trồng mấy năm á, tại mình để trong nhà nó không có đủ ánh sáng đó các bạn, tại vì ở đây xứ lạnh mình chỉ để ở ngoài mấy tháng hè thôi, còn ở trong nhà thì nó không có, giống như nó không có có ánh sáng, rồi cái không khí của nó không có được tốt, cho nên cây nó không có phát triển. Này mình để trong cái nhà kính mà có 2 tháng hè thôi mà nó phát như vậy này. Còn cái chậu này là cái chậu nhỏ, nó cũng phát dữ lắm, cây lá cũng tùm, mà cây này mình chưa có thấy nó có bông. Chắc là phải chờ vài năm nữa. Cây lớn thì nó có rồi, bông này bông màu tím. À, mình được hai cây đó các bạn. Sứ này trồng ở Canada nha. Thời tiết bên đây nó lạnh, khó rất khó trồng. Ở Việt Nam thì khỏi nói rồi. Ở Việt Nam thì để ở ngoài khỏi chăm sóc nó cũng lên tốt như thường. Loại sứ này như nó trồng phải có cái độ ẩm, bên đây thì mùa hè nắng nóng thì nó rất là khô, không có giống Việt Nam nhưng nó có cái độ ẩm, cho nên trồng rất là khó. Nhờ mình để ở trong cái nhà kính này nó có cái
hơi nước nó có cái độ ẩm đó, cho nên nó mới lên tốt như vậy. Cho nên mình cũng biết cách rồi. Mình sang năm mình hè cái mình đem ra mình để ngoài đây. Nó xanh tươi tốt. Này mình trồng cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Không biết cách trồng á, cho nên để trong nhà hoài nó không có được tốt. Cụ này cũng đẹp quá chừng nè. Và bên đây là một cái cây tắc của mình nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy len lỏi cái cây ớt của mình nó đã chín hết rồi hả các bạn. Mình cũng chuẩn bị hái nó vô để bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ. Các bạn thấy đỏ hết cây rồi ha. Quá là đẹp luôn. Và đây là cái cây tắc của mình nè các bạn. Ôi da, chết bà, đạp vô cái cây chanh rồi. Đổ hết rồi các bạn ơi. Đạp cái cây chanh dây của mình chốc rễ luôn rồi. Bỏ vô trong cái chậu luôn đây đây. Tới mùa đông nó mới chịu ra bông này các bạn ơi. Đem vô nhà chắc nó rụng hết. Quá tắc này rất là khó trồng. Ở trong nhà mình trồng không có được. Nó bông vậy chứ mình đem vô cái nó rụng hết nè các bạn. Các bạn coi bông nè. Đập ngật thơm thiệt là thơm. Mình mở cái cửa nhà kiến ra. Bông thơm thiệt là thơm luôn á các bạn ơi. Thơm như bông lại các bạn nào. Mà có trồng tắc ở Việt Nam trồng bông lại thì các bạn sẽ biết cái mùi thơm nó như thế nào, rất là thơm. Và đây là còn một trái sót lại thằng Eden, nó không có thấy, nó không có hái nè các bạn, nha chín rồi nè các bạn. Đó, để mình vô mình quậy tắc mình uống được và chắc mình phải hái nó luôn quá. Đây đi, đây là đó, là cái bông tắc của mình rồi đó. Để cho các bạn thấy không, chùm nào cũng có bông hết, bông đầy luôn. Đó, lùm đưa. Trời ơi, tắc mình cũng hái không được. Đó, thơm quá các bạn ơi. Đây là cái trái tắc của mình mới vừa hái từ trên cây xuống nè các bạn. Thơm thiệt là thơm. Vô quậy nước tắc uống liền buổi sáng luôn các bạn. Rất là tốt. Đây là hai cái cây chanh dây của mình làm đổ ra nè. Cả mình phải hút vô nè. Và kế bên rau má của mình mùa lạnh thì bắt đầu nó phát rồi nè các bạn. Nó bò tùm lum à. Tới mùa lạnh thì nó lại phát. Chuẩn bị lạnh cho là mà nó lại phát như thế này. Năm sau. Năm sau là mình biết anh trồng riêng nguyên một bãi dài ra luôn. Cho mặt sức mình nó bò. Ôi da cái trái ổ qua. Ôi da cái trái ổ qua nó trồng mình quá trời bự luôn. Trời này. Chắc lạnh là lấy cái nhỏ ăn không kịp. Trời ơi trái ổ qua nè. Nè. Ấy xong rồi hái cho em trái luôn đi. Các bạn coi ổ qua của mình nè các bạn. Rồi ăn tiền đã luôn, ổ qua này không có hộp các bạn ơi. Mình ăn hả mấy trái luôn rồi mà không có hộp nào, có một hộp duy nhất mình để giống nè các bạn. Đây ổ qua Canada các bạn thấy sướng chưa, mà ăn rất là ngon các bạn ơi. Cái ổ qua này hả ăn xào lên rất là thơm, mình chưa không có hầm mà mình xào với trứng thôi ăn cũng ngon lắm nè các bạn. Đó các bạn coi trái mình còn ăn hoài hoài luôn hôm nay hả các bạn ha. Đây là ba trái treo lủng lẳng nữa nè, còn chưa lớn. Và hai trái này nó đã chín, hai trái chín nó vô luôn rồi anh. Bẻ cái dao, bẻ cái cuốn xuống thôi này hả. Bẻ cái cuốn đừng bẻ này ấy. Mắc cái lá rồi nó chín ngộ lắm các bạn. Ăn được kéo thôi cho anh một cái nữa hả? Còn đây là trái bự chưa chín mình chưa hái nè. Nè cầm cái máy quay cho mấy không thấy bị khuất cái lá rồi. Nè cầm cái máy câu. Còn trái rất là bự là rất là nặng luôn. Trái này quá lớn luôn nè, sợ không mà nó chưa chín cho nên mình chưa có hái nữa. Lạnh này chắc mấy trái nhỏ này ăn không kịp. Trời ơi, mùng tơi của mình nó cũng phát nữa nè anh. Quá là đã hôm qua cắt đọt, bây giờ còn bẻ thêm trái nữa. Thôi để thôi một trái mà xào đủ rồi. Đây là trái ổ qua nó chín nè các bạn. Nó chín ngộ lắm các bạn nè. Nó chín đầu thôi nhưng đó. Chín mà nó cũng còn giòn lắm. Nó cũng ok, ăn rất là giòn luôn các bạn. Và đây là cái bạn giờ mùng tơi của mình đã cắt đọt ngày hôm qua rồi mà các bạn coi nó còn lá nè.
mùa đông tới rồi mình đông mình rồi, nó còn cái lạnh rồi nó còn ra nè các bạn, quá trời tốt luôn các bạn thấy không. Đó là gì, cái dị dàng mộng tơ của mình năm nay mình ăn thật là nhiều rau cải sạch. Ngày mai chứ chút có đó chút chiều ngày hai đi rau cải sạch mà không phải tốn tiền á các bạn. Và còn đây là cây cải lạng mình để giống nữa các bạn. Cái mộng tơ nó ăn gian cái cải lạng, nó bò lên cây cải lạng nó leo, mình để cho nó leo nó ra đọt nè các bạn. Đó. Thời tiết nay nó lạnh năm sớm nay lạnh sớm dễ sợ luôn, mới giữa tháng 9 mà lạnh bằng tháng 10 của mình năm rồi á các bạn. Coi đợt mùng tơi nó bò ra cây cải lạng, các bạn có các bạn nào xong thấy cái bông cải lạng chưa? Phải cắt rồi. Đây nè. Đó, đáng lẽ cái đợt đó hôm qua mẹ cắt mà mẹ không chịu cắt. Nó cái bông cải lạng mình để giống nè các bạn, mình có một cây duy nhất mình gieo mà nó không lên, nó lên cây thôi mình để giống nên mình cắt. Lấy hộp. Cây đây là cái cải lạng để cái giống đó phải cắt bớt chắc cho nó mới nhảy non, không ăn nó già. Ăn gì hết đó, cây kinh giới. Đó. Dạ các bạn thấy đây là cái cây kinh giới, các bạn nào biết kinh giới không ta, đó là cây kinh giới của mình rất là tốt nha các bạn. Hôm nay cái cành nó bụi ra chưa có ăn hết luôn, nhiều quá ăn không thấy hết không? Mình thấy cái bao dưới nó có cái bông nè không, thì đó bắt đầu ra máu rồi, bắt đầu nó bò đó. Đây là rau răm của mình cũng tốt luôn, năm nay mình trồng gì cũng tốt, mình ăn không kịp á các bạn. Và đây là cái mồng cái càng cua của mình, mà lâu mình xin cây về mình trồng các bạn, nay nó cũng phát rồi nè các bạn. Mà mùa đông tới rồi cỡ này là ăn được mà cái chắc mình cũng không ăn, mình để giống luôn các bạn. Nó có bông rồi đó, mình để giống luôn cho nó rụng cái hột xuống, năm sau mình có mình ăn cái bồn mặt hà với lại càng cua này, chắc mình để nguyên nó về là năm sau nó lên y chang vậy luôn các bạn, nhảy củ đầy luôn. Sợ cái bông nó ra đi, cái hột nó không già kịp. Mình để nguyên, mình không dám động, mình cắt nó thì nó sẽ bị mất hết hột. Hôm mốt mình đi Việt Nam mình mua hột, cái cỡ đó là ăn được. Ui, rồi đó. Trời ơi, nó tắt này hôm nay không thấy nó ra trái được quá trời luôn nè. Thì đó đừng đụng tới, đừng đụng. Nó có bông nó ra trái mà đem vô nhà bắt đầu nó rụng, để thử luôn rồi đây luôn, thử đi. Lên đây nó lâu rồi. Dạ đây cái bông mặt hà mình tốt ghê không các bạn. Đó, giống mình trồng ở Việt Nam ha các bạn, mới nhìn sơ mình không nói mình trồng ở Canada chắc cũng không bạn nào biết đâu ha, tại vì nó phát dễ sợ luôn. Bạn thấy nó lớn không, cái lá nè chùm hoàm ra luôn đó. Hôm nay mùa đông tới, đây là cái còn sót lại, cái thời gian còn sót lại của mùa hè nè các bạn, bởi mình phải tranh thủ mình giữ ẩm cho cái nhà, mình giữ nóng cho cái nhà kiến này để cho nó, cây của mình nó được lâu hơn nè các bạn ha. Đây là phần còn lại của mình trong cái mùa hè năm nay, mùa hè năm nay ngắn quá đi. Đó. Dạ. Ok, xin mời các bạn cùng theo dõi ha.